Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lưu ý đến với mọi người trong cái khâu trồng cũng như là việc là chăm sóc cái hoa củ hoa tulip để cho một cái chậu hoa đẹp nhé. Thì khá là nhiều người còn loay hoay cái việc là mình trồng và cũng như lấp cái củ cao thấp như thế nào, thì hôm nay sẽ chú thích và lưu ý cho mọi người. Vì nếu đối với những người mà trồng nhiều loại rồi thì dễ làm. Còn đối với một số người thì mới trồng hoặc là mới trồng hoa này thì sẽ khá là loay hoay. Thì sẽ lưu ý mọi người nhé. Đây là mình lấp củ lâu hay là nhiều, ít như nào nhé. Đây. Đây, mình sẽ biểu thị cho mọi người xem. Đây, đây cái chậu 50 củ. Đây, có thể thấy này, 55 củ, và những cái củ bên này lấp sâu hơn, nó lên thấp hơn, 3 củ, mấy củ nổi ở giữa, cao hơn, thằng này cao nhất, thì nó lên dài nhất, nhanh nhất. Đấy. 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 Và trong cùng thời gian nhé, trong cùng thời gian đấy. Nên việc vùi và lấp củ thì mọi người chỉ cần khi trồng, hạn như trồng những bầu này thì trồng xong tưới một phát là làm sao mà cái mầm của chúng ta hở, đấy, hở thấy là được. Đừng có vùi mất hẳn như kiểu ly nó khác. Tulip thì nó lại là cái củ này. Đây. Với cái củ tulip thì nó rễ nó ở dưới. Đấy, chỉ cần chạm và giữ cái giá thể, giữ cái củ chắc chắn ở trong bầu, trong cái chậu chúng ta là được. Không cần phải chôn sâu quá, chôn sâu quá nó sẽ bắt đầu mình tưới sẽ tạo thành một cái được nén, cũng như chặt đè, và thành ra cái mầm của nó sẽ lên phần nào đó sẽ chậm hơn một chút so với cái việc là mình để hở cái đầu mầm, cái đầu mỏ của nó này. Đấy. Đấy, mọi người thấy không? Khi làm sao mà lấp phát như này. Đấy. Lúc chưa tưới nhá. Ở đây là lúc chưa tưới này. Đây, lúc chưa tưới. Mọi người có thể thấy này. Lúc chưa tưới thì thấy lấp hết nhá. Để làm sao mà khi tưới phát bắt đầu nó dẹp xuống là thấy hở cái đầu mầm là vừa đẹp. Đây, có thể thấy này, đây, đấy, đấy, như này, đấy, bắt đầu tưới dẹt xuống phát, hở cái đầu mầm luôn là vừa đẹp. Đấy, mọi người hình dung cụ thể không? Đấy, chứ đừng có lấp quá hoặc lấp sâu quá. Thứ nhất là vừa, rất là đến khi mình tưới, mà đặc biệt nếu ai chăm tưới quá thì thường thường nó sẽ rất là dễ bị úng hoặc là dễ bị nấm ẩm, dư ẩm quá. Đấy. Như này thì vừa bắt đầu là cái rễ của nó sẽ lan tỏa qua cái giá thể của chúng ta là hợp lý luôn. Đấy. Đây nhá. Mọi người có thể thấy đấy, cái này chưa tưới này, đang khô khô. Đấy, bắt đầu tưới, bắt đầu hở cái đầu mỏ của nó lên. Đấy, cho nó hở đầu lên. Đấy. Đấy. Mọi người hình dung nhá, đây là những cái bên này thì mình những cái chậu mà trồng mẫu này. Sẽ đi để quay cho mọi người thấy nhá. Này. Những chậu trồng mẫu. Những chậu trồng mẫu. Đây. Những chậu màu này là trồng trước một chút này. Đấy, bắt đầu lên. Đây. Đấy. Bên này thì là những cái chậu trồng trước này. Có một số chưa có lên nụ chưa, mới có lá thứ hai, một số bắt đầu mới lá thứ ba. Cái này ôm nụ này, cái này chưa. Đấy, đấy, đấy là về cái lưu ý đầu tiên cho mọi người và cực kỳ là quan trọng nhé. Vì khi mà lấp kỹ quá
thì mọi người cần phải khoảng vài ba ngày đầu mà không thấy gì cả, có thể là bới, có thể là bới hoặc là bớt cái giá thể này đi, có thể bớt cái giá thể này đi để cho nó hở cái đầu nhá. Thì khi đấy nó sẽ ổn thỏa hơn, đẹp hơn đấy. Đấy là lưu ý mọi người nhé. Rồi, tạm thời một cái chia sẻ nhỏ nhỏ như thế cho mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.